Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chiếc này của em là máy xăng sản xuất năm 2017, màu trắng biệt tình, chạy được hơn 40.000 km. Chiếc này máy xăng bản full ạ. Bản này của em là bản cao cấp nhất, bản 2 cầu, có cửa sổ trời panorama, có phanh tay điện tử, có ghế chỉnh điện và có thêm bộ vành 5 chấu kép. Đó. Như anh chị mà thường xuyên theo dõi qua YouTube này của em thì anh chị cũng biết bên em bán khá là chạy những cái dòng như là Santa Fe hay là Toyota Camry chẳng hạn. Đó, một trong số những mẫu xe mà thuộc dạng có thể nói là sở trường của bên em. Những dòng này thì rất là nhiều khách đặt hàng của bên em luôn. Chiếc này của em màu trắng ạ, biển số tỉnh. Và nội ngoại thất còn rất là mới. Sơn zin còn khoảng tầm 90% ạ. Đó. Chiếc này là mẫu cũ, mẫu của model 2016, 17 và 18 ạ. Chứ chưa được cái mẫu model mới như bây giờ, hiện tại như bây giờ. Và tất nhiên là mẫu này thì giá nó hoàn toàn khác, rẻ hơn rất là nhiều so với mẫu mới ạ. Đây, tất cả những cái chi tiết em có thể quay cho anh chị xem. Ni lông vẫn còn bọc, hàng ghế thứ ba thì gần như là không có người ngồi, còn nguyên. Trên bản full này thì sẽ được trang bị thêm cốp điện, còn bản thiếu thì sẽ không có cốp điện đâu ạ. Đó. Bản full cao cấp nhất máy xăng sản xuất năm 2017. Màu trắng là một trong số những cái màu mà phổ thông nhất. Đó. Quý anh chị có thể nhìn rất rõ cái nước sơn của nó còn khá là mới. Bộ đèn pha đấy rất là sáng. Và trên bản full cao cấp này còn được trang bị thêm cái rửa đèn pha này, một tính năng của những chiếc xe sang. Đó. Santa Fe này form dáng vẫn rất là đẹp, ngồi rộng rãi thoải mái với 7 chỗ ngồi. Đó. Rất là thoáng. Đan hoa 5 chấu kép. Đây là khoang nội thất của chiếc xe. Mọi người có thể nhìn rất rõ. Đó. Nội thất của nó còn khá là mới ấy. Trên bản full cao cấp này của em còn được trang bị thêm cả sấy ghế ấy. Trên bản thiếu thì sẽ không có đâu quý anh chị nhé. Chiếc xe này của em hiện tại chạy được 41.791 km ạ. Đó. Máy xăng Santa Fe thì rất là nhiều anh chị thích đi máy xăng vì là nó bốc, với lại là nó không có mùi như máy dầu. Đó. Mỗi người một sở thích. Nếu như anh chị chạy nhiều thì có thể lựa chọn máy dầu. Máy xăng thì đi gia đình thôi, hợp lý hơn. Vì mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng khoảng tầm 9 lít ạ. Khoảng 9 lít trên 100 km. Đường hỗn hợp. Đó. Cửa sổ trời panorama. Hàng ghế sau đây ạ. Nói chung là nội thất chiếc xe này còn mới, ổn. Màn hình DVD theo xe. Đó, có camera lùi hướng dẫn lùi luôn. Trên đây thì có thêm ga tự động cruise control và những cái phím tính năng to nhỏ âm lượng cũng như là đàm thoại rảnh tay. Đó, đây là các chế độ chọn thôi. Cánh cửa bên lái, mọi chi tiết của chiếc xe này còn khá là giữ gìn, rất là mới. Vâng, bên đây là phía còn lại của chiếc xe. Vì lúc nãy em chưa quay được thì chuyển sang góc này để quay cho quý anh chị cùng xem luôn. Mặt ca lăng rồi, mọi chi tiết của chiếc xe này còn khá là mới ạ. Anh chị yên tâm và sẽ tìm được một chiếc xe ưng ý theo ý của mình. Chiếc này của bên em thì đã cho đánh bóng phủ ceramic rồi nên nhìn rất là bóng ạ. Bây giờ thì xin phép cho em được công bố giá để cho tất cả quý vị và anh chị cùng tham khảo về chiếc xe này nhé. Hiện tại chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2017
màu trắng, biển số tỉnh, chạy 41.000 km, bản full cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe máy xăng này. Bên em đang giao bán ở trên thị trường với giá là 895 triệu quý vị và anh chị nhé. Nếu như anh chị thiện chí thì hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em đang để trên màn hình để có thể trao đổi, hoặc là inbox trực tiếp qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Sóng Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này để cho quý anh chị cùng xem. Còn bây giờ thì mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Đó. Xin được trân trọng cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.